đến khi thực hiện lại do quan liêu máy móc, khiến cho cái khoảng cách ấy ngày càng rộng hơn. Tình trạng các hợp tác xã hiện nay sa sút chính là do cái khâu thực hiện. Tôi đố ông Bằng lát nữa dám nói với các ông phái viên như vậy đấy. Tôi sợ gì mà không dám nói. Người cách chức bí thư huyện ủy của tôi là do mấy ông đề nghị, ban thường vụ tỉnh ủy quyết định, chứ không phải mấy ông phái viên đâu. Có điều này tôi xin nhắc các ông. Hôm qua bí thư tỉnh ủy gọi điện xuống bảo, các phái viên nói gì, cứ để cho họ nói. Mình ngồi im lắng nghe, rồi lựa lời mà nói, bảo vệ cách làm ăn của mình. Đừng chống đối căng thẳng, mà dễ hỏng việc. Các ông mới đến kia rồi. Thế sao không thấy bí thư tỉnh ủy cũng đi nhỉ? Hôm qua ông Kim gọi điện nói sẽ xuống sau chừng một tiếng. Thôi, ra đón khách đi các ông. Ừ. Chào các đồng chí. Chào anh ạ. Vâng, chào các đồng chí. Chào đồng chí. Chào đồng chí. Sao, các đồng chí chờ chúng tôi lâu lắm rồi phải không? Báo cáo anh, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi ạ. Mời các anh vào ạ. Dạ, mời các đồng chí. Thường vụ đảng ủy đông đủ cả rồi chứ? Vâng ạ. Thế nào, huyện các đồng chí đã thu hoạch xong chưa? Dạ báo cáo anh, đã gặt được 3/4 diện tích rồi ạ. Tình hình năng suất thế nào? Dạ hợp tác xã đạt cao nhất là Hồng Vân, cũng chỉ được khoảng 2,5 tấn một hecta, còn lại có khả năng chỉ đạt 2 tấn trở xuống ạ. Theo tôi được biết, Vĩnh Hòa đất đai tốt nhất so với các huyện khác ở trong tỉnh. Tại sao lại để năng suất thấp thế? Không chỉ riêng ở tỉnh này đâu anh ạ. Có phải do tình trạng quản lý lao động không chặt chẽ và bất hợp lý không? Anh cũng biết chuyện đó ạ. Tôi cũng nắm được ít nhiều tình trạng đang diễn ra ở các hợp tác xã trong tỉnh. Không chỉ riêng ở tỉnh ta đâu anh ạ. Căn cứ đâu mà đồng chí nói, một số tỉnh khác cũng có tình trạng làm ăn chỉ cốt lấy điểm. Quê vợ tôi ở Khoái Châu, Hưng Yên, tình trạng cũng bí bét như vậy. Công lao động một vụ không đủ tiền nấu cháo. Theo tôi nghĩ, tình trạng ở Phước Vĩnh cũng là tình trạng chung của các hợp tác xã ở miền Bắc hiện nay. Đồng chí là bí thư huyện ủy, sao anh nói hồ đồ thế? Miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, một xã hội không có người bóc lột người, tất cả mọi người đều bình đẳng trong công việc và hưởng thụ. Làm gì có chuyện lao động cả một vụ không đủ nấu cháo? Đồng chí còn nói thế thì quần chúng sẽ nói thế nào? Phải cẩn thận, không khéo lại rơi vào luận điệu cuộc chiến tranh tâm lý của địch đấy. Câu này lại thế rồi. Khổ, tôi không muốn thế đâu. Thôi, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Chắc văn phòng tỉnh ủy đã báo cho các đồng chí biết là hôm nay chúng tôi xuống làm việc chứ? Báo cáo đồng chí, có. Văn phòng có thông báo cho chúng tôi chiều hôm qua, cho nên chúng tôi có triệu tập tất cả các đồng chí trong thường vụ huyện ủy phải có mặt để dự ạ. Chúng tôi cũng chỉ nhờ văn phòng báo cho các đồng chí biết, chứ không báo cho anh Kim. Nội dung làm việc sáng nay của chúng tôi là muốn các đồng chí báo cáo tình hình ở hợp tác xã Hồng Vân, mà cụ thể là chủ trương trả lại ao cho các hộ gia đình tự do nuôi cá và chia đất cho nông dân làm màu. Bây giờ xin mời đồng chí bí thư báo cáo trước. Vâng ạ. Vì các đồng chí xuống đột xuất, cho nên tôi không có thời gian chuẩn bị bằng văn bản. Tôi xin phép được báo cáo bằng miệng. Chỗ nào các đồng chí cần hỏi, cứ hỏi. Nếu tôi không trả lời được, các đồng chí trong thường vụ sẽ trả lời giúp. Trước tiên, tôi xin báo cáo về việc làm của xã Hồng Vân. Ngắn gọn thế này thưa ạ. Việc này bắt nguồn từ dân, chứ chẳng ai trong chúng tôi có chủ trương cả. Dân có phải là một tổ chức chính trị đâu, mà có chủ trương đường lối. Anh mau bình tĩnh để cho các đồng chí nói hết đã. Nào, xin mời đồng chí bí thư huyện ủy nói tiếp đi. Tôi chỉ nói sự thật thôi ạ. Lúc đầu, những việc làm hợp tác xã Hồng Vân là do tự phát của dân, chứ huyện ủy không ra chủ trương. Giống như một số xã ở huyện Vĩnh Hòa, ở xã Hồng Vân, hầu như mỗi gia đình đều có một cái ao dùng để tắm, giặt và nuôi cá. Nếu cộng lại, có đến hơn 1 hecta diện tích mặt nước.
sau khi lên hợp tác xã tập trung quy mô, ao của các hộ gia đình trở thành tài sản chung. Nhưng hợp tác xã lại không quản lý được nên bị bỏ hoang. Một số hộ thấy tiếc của, mua cá giống về thả chui. Hợp tác xã có cấm, nhưng mà dân họ vẫn cứ làm. Thấy một nhà làm được, thì các nhà khác làm theo. Đứng trước tình thế ấy, Đảng ủy và Ban Quản trị Hợp tác xã Hồng Vân bàn bạc và quyết định cho các hộ dọn sạch ao chuông. Hợp tác xã cung cấp giống, các hộ tự chăm sóc. Khi thu hoạch, chia theo tỷ lệ 50-50. Quyết định đó được dân rất hưởng ứng. Lát nữa xin mời các đồng chí xuống tham quan ao thả cá của các hộ gia đình. Như vậy là việc cho nông dân sử dụng ao của hợp tác để nuôi cá là chủ trương của Đảng ủy và Ban Quản trị Hợp tác xã. Vậy mà đồng chí lại nói là không ai chủ trương. Chúng tôi không coi đây là một biện pháp mang tính chất lâu dài, mà chỉ là giải pháp tình thế, có lợi cho hợp tác xã, có lợi cho dân thôi ạ. Ngụy biện, đem tài sản của tập thể giao cho nông dân làm giàu là phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Dù có bao biện thế nào thì cũng là hành động từ bỏ con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa sang làm ăn tư nhân tư bản chủ nghĩa. Các đồng chí nhận thức hết sức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường. Bây giờ tôi đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo tiếp về việc chia đất cho nông dân làm vụ xen canh. Tiếng sấm xây xây cho đều, ù ù tiếng sấm xây xây cho đều, chứ chậm đừng nhanh. Tiếng sấm xây cho xây cho vỏ trâu tan tành, tiếng sấm xây cho thân hạt gạo nguyên lành chui ra. Làm sao cho sạch cho mau, quạt cho chấu bụi đuổi nhau. Quạt, quạt làm sao cho sạch cho mau, quạt cho chấu bụi đuổi nhau. Cho đều, cho thích cẳng chân, cho cám nhỏ ra. Quạt làm sao cho sạch cho mau, quạt cho chấu bụi đuổi nhau. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ai ơi gạo trắng non nà. Thế gian nó đủ, thế là sao?